chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Vừa rồi thì mình đã quay trứng loài vật không? Thì bây giờ mình sẽ quay pony. Pony này thì nó bị thiếu hai cành rồi. Sorry các bạn rất là nhiều nha, tại vì em mình nói chơi nên nó mình cho em mình mượn hai con, nhưng mà nó vứt đâu mất tiêu. Giờ còn chừng này con hơi mất con tím, con lấp lánh với lại con rồng đấy. Sorry các bạn rất là nhiều nhá. Rồi bình thường ta nhưng mà này chi đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu một cặp và một cặp trước. Giới thiệu từng con đi. Đây tên của nó là Applejack, nó có một ký hiệu đó chính là bánh táo. Tên Việt của nó là bánh táo. Applejack còn được gọi là bánh táo đấy các bạn ạ. Như nè, nó có một ký hiệu được gọi là táo ấy. Còn đây là Fluttershy, được gọi là một người của động vật hay sao ấy, rất là quen động vật luôn ấy. Xin chào. Đây hơi đẹp, có ký hiệu con bướm này các bạn không có thấy đâu ha, tại vì nó khá là mờ. Rồi đây là một con pony. Con này là tên gì mình cũng không có biết nơi, nếu bạn nào biết thì hãy cho mình biết nhé. Còn đây là nữ hoàng nhị nhị, mình có nhớ nhưng mà bây giờ mình quên rồi. Không biết, các bạn nào biết thì nhắc lại cho mình nhé. Đây là nữ hoàng mặt trời nè, có một cái mặt trời ý vậy đi. Đấy, rất là đẹp luôn nha, mẹ mình mua cho mình đi. Đi ra lấy mấy đĩa. Em muốn chút thôi nha, một phút thôi. Hey. Yeah. Đấy, mà nói một phút thôi. Đây nè. Lúc nào mình sẽ livestream tâm thử với các bạn nhé. Lúc nào mà mình livestream thì mình sẽ thông báo. Ok, tiếp theo là con này là Pinkie Pie, người chuyên về vui vẻ luôn ấy. Đây bong bóng nè, rất là đẹp. Mình cầm bị rất đẹp. Tiếp theo đây là một cái nữ hoàng mà mình đã cực thích luôn ấy. Bạn thấy mình không? Các bạn thấy mình không? Trời ơi, nó thấy quá đi. Đây, bây giờ nó thấy rồi. Đây là một cái nữ hoàng mà mình cực thích luôn ấy. Cái này là nữ hoàng tình yêu. Có một trái tim này nè. Bạn đã biết thì nhắc cho mình nha, mình rất là hâm mộ con này luôn á. Hâm mộ hơn là Rarity. Mà cái người này á, mà mua bằng thủy tinh á, rất là thích luôn á. Có con bằng thủy tinh nữa mà cực thích luôn á, chứ trong suốt không cần nói luôn á. Trời ơi. Cái video mà đi hội chợ không quay được, cái đó mạng nó lắc thì sợ lắm, không quay được. Đây là một em của Applejack, mình cũng không biết tên gì nữa, nhưng mà các bạn hãy cho mình biết tên nhé. Các bạn ơi, nếu mà mình được 100 sub thì mình sẽ tổ chức mini game, nhưng mà là mình chỉ tổ chức mini game quanh thành phố Huế thôi nha. Tại vì mình chưa có được nhiều người đăng ký. Nếu mà được 1.000 người thì mình sẽ ship toàn quốc. Nhưng mà mình cũng không giữ lời hứa được đâu. Rồi để giới thiệu tiếp. Đây là Rarity, người may mắn. Alo, người may. Đây là em của Rainbow Dash, có cái đôi cánh.
đây là một nhân vật mà nãy trừ rất là thích thú, đó chính là Rainbow Dash. Mình cực thích con này luôn ấy. Ủa, tại sao lại nó cần qua sấm sét? Đấy, sấm sét đó. Đấy, nó để tóc rất là đẹp. Rồi, và bây giờ từng cặp thì đây là một cặp nè. Đây là Applejack và một em mà mình không biết tên, các bạn hãy nhắc giùm nha. Đây là một cặp nha. Còn đây cũng là một cặp luôn, Rarity và một cái em gì đó. Còn đây Rainbow Dash và một cái em gì mình cũng không biết nữa. Các bạn hãy nhanh tay giúp mình những cái con này đi nhá. Ý các bạn ơi, hình như bữa trước mình đã gặp được một cái bạn gì đó mà đeo cặp kính hồng nè, mà mình đi ở chợ festival đó. Mình đi ở Huế thôi, đi phố đi bộ ở Huế á, thì ở chỗ Lân Sư Rồng thì mình gặp cái bạn đó, nhưng mà bạn đó không nói gì hết các bạn, mà nó chỉ nói vậy thôi. Chả hiểu mà lúc đó tại sao mình lại không hỏi bạn lại là bạn hỏi gì hoặc là chị hỏi gì. Nếu mà bạn đó hoặc là chị đó đang xem thì nếu mà có phát hiện ra thì mình thì chị em sẽ thả tim. Tại vì có nhiều video á, mình vô đó mình cũng thả tim rồi đấy. À, nó thích thả tim không? Mà nó thích muốn mình thả tim không? À, thích không? Mình cũng rất là nghiện thả tim cho mấy bạn đó. Trời ơi, mình rất là thích thả tim cho mấy bạn luôn ấy. Nếu mà mình gặp mấy bạn ngoài đời, trời ơi, mình thả tim cả ngàn rồi. Bạn thấy, các bạn hãy bình luận dưới video này thì mình sẽ xem xét lại và mình sẽ thả tim dành cho những bạn fan yêu mấy mình nha. Mình sẽ thả tim cho các bạn luôn ấy. Bạn nào không có fanpage, alo, bạn nào không có YouTube á, các bạn cứ xem mỗi ngày giống như mình đang ở các bạn vậy đấy. Các bạn muốn ôm mình không? Ôm đi. Ôm sao mà các bạn ôm máy vi tính luôn. Hello. À, các bạn muốn vi lại không? Thế là mình sẽ nhờ ba mình làm cho mình quay clip nha. À, nhưng mà mình sẽ quay trên fanpage của mình. Các bạn muốn biết fanpage không? Giải trí 24. Giải trí 24 là fanpage của mình đó. Các bạn vô đó đi nha. Giải trí 24. Giải trí 24 là fanpage của mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp. Đây là một công chúa khá là dễ thương. Nãy trừ mình ngồi tâm sự rồi. Nãy trừ mình bây giờ mình không biết nói gì về mấy câu. Pony. Dâng cao lên. Ấy, bây giờ là thời khắc những người mà bây giờ là trò chuyện cùng mình đi nhá. À, bây giờ các bạn muốn đặt câu hỏi gì không, comment phía dưới. Video tuần sau mình sẽ làm một video trả lời các câu hỏi các bạn nha. Hello. Có phải đang win like đâu mà hello. À các bạn ơi, mình nghĩ đã rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ đón xem video thứ bảy hoặc là chủ nhật hoặc là buổi tối thì mình sẽ up một video lên. Đó chính là video đi biển. Và mình sẽ chơi cá. Mình sẽ đi biển mà quay lưng. Mình sẽ tắm luôn ấy. Tại vì bữa trước mình đi mà mình đâu có tắm. Lộn. Đó chính là ba mình quay cho mình. Nhưng mà lúc đó không có đăng lên YouTube. Sắp đi từ lộn. Sắp đi xa các bạn.
Lần đầu lên YouTube mình rất là thích nói chuyện với các bạn, với nhiều biết. Rồi, bye bye các bạn nha. Nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên like, share and subscribe trên kênh của mình. Và các bạn ơi, các bạn nào lúc nào các bạn vô năm học á thì các bạn nhớ rủ bạn bè vô chia sẻ kênh của mình cho những bạn khác nhé. Và các bạn ơi, các bạn hãy chia sẻ với bạn bè thì một lần nào đó chúng ta sẽ được xem nhau trên fanpage của mình và sẽ được nói chuyện thoải mái luôn. Các bạn nhớ comment ở phía dưới của mình, thả tim mình sẽ thả. Và bạn nào bye bye tất cả các bạn nha. Thôi mình đi tắt máy đây, bye bye.